Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ Công an vào cuộc vì tham nhũng hay vì Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra? Quan chức nào ở Bình Dương đã giúp nữ đại gia Phạm Thị Thanh Hường phân lô gần nửa triệu mét vuông đất công sản? Báo chí Việt Nam vừa đồng loạt loan báo Bộ Công an đã vào cuộc điều tra hàng loạt dự án bất động sản ở tỉnh Bình Dương. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu gọi tắt là C03 mới yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cung cấp hồ sơ tài liệu để làm rõ dấu hiệu sai phạm ở nhiều dự án bất động sản tại thành phố Thuận An và Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Có một điểm đáng chú ý là 17 dự án bất động sản của 4 doanh nghiệp được C03 đột ngột quan tâm và vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cung cấp hồ sơ đều đã được thanh tra xác định có sai phạm từ năm 2014. Thậm chí, trong kết luận công bố cách đây 6 năm, thanh tra còn nêu đích danh nhiều viên chức đã hỗ trợ những doanh nghiệp này phân lô bán nền, kể cả khu vực đã được quy hoạch làm công viên. Kết luận thanh tra vừa đề cập khuấy động dư luận đến mức Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từng yêu cầu Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo Công an Bình Dương chỉ của tỉnh để phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nếu đủ căn cứ thì khởi tố xử lý hình sự từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn không có vụ án nào vì vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cán bộ đảng viên khó thu thập được chứng cứ. Ở tỉnh Bình Dương không chỉ có 4 doanh nghiệp tư nhân với 17 dự án bất động sản bộc lộ đủ thứ dấu hiệu bất thường, đáng phẫn nộ liên quan đến việc sử dụng đất đai thuộc sở hữu của toàn dân. Tại tỉnh này còn có một tổng công ty của tỉnh Ủy Bình Dương thành lập một công ty con sau đó tổ chức chuyển nhượng vốn để biến công ty này thành doanh nghiệp tư nhân, có quyền định đoạt 43 hectare đất vẫn được ví von là đất vàng ở thành phố Bình Dương và nay trở thành một trong những lý do kéo C03 vào cuộc. Tuy nhiên, những lý do vừa kể chưa đủ để hình dung mức độ bát nháo trong định đoạt sử dụng đất đai ở Bình Dương. Bình Dương vừa làm thiên hạ sửng sốt khi tổ chức thanh tra Vinamit Organic Farm của Vinamit. Vinamit là một doanh nghiệp đã cũng như đang sử dụng 152 hectare đất ở Bình Dương để trồng, chế biến rau, trái cung cấp cho thị trường trong nước lẫn xuất cảng. Sau 25 năm loay hoay với đầu tư vào nông nghiệp, Vinamit trở thành thương hiệu hiếm hoi được cả trong lẫn ngoài Việt Nam nhìn nhận. Cũng sử dụng đất nhưng Vinamit không phân lô bán nền, đồng thời đã thanh toán đầy đủ tiền thuê đất để được sử dụng đất lâu dài làm trang trại, cung cấp nguyên liệu cho hệ thống chuyên chế biến nông sản, mà sản phẩm đã được các cơ quan kiểm định chất lượng của Mỹ, của châu Âu xác nhận có quyền bán rộng rãi tại những thị trường này. Tuy nhiên, do có một cử tri đến nay vẫn chưa có ai biết danh tính thắc mắc về đóng góp của Vinamit và đề nghị thu hồi đất để quy hoạch khu dân cư dọc các tỉnh lộ 504, 508. Thành ra chính quyền tỉnh Bình Dương quyết định kiểm tra rồi do những hạn chế về quyền hạn theo quy định pháp luật trong kiểm tra tìm chưa ra những sai phạm về sử dụng đất để thu hồi đất. Chính quyền tỉnh Bình Dương quyết định thanh tra toàn diện dự án nông nghiệp của Vinamit. Tuy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam liên tục cam kết, thậm chí soạn ban hành hàng loạt các quy định pháp luật để kêu gọi, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nhằm nâng cao nội lực quốc gia, cải thiện đời sống nông dân và bất kể những băn khoăn về cách đối xử của Vinamit giống như xé toang những cam kết và quy định pháp luật ấy. Song đại diện chính quyền của tỉnh Bình Dương vẫn khẳng định kiểm tra rồi thanh tra toàn diện Vinamit là bình thường. Bởi đất đai sở hữu của toàn dân, nhà nước quản lý, dân và doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng. Cần quy hoạch lại thì nhà nước quy hoạch, cần quy hoạch sử dụng đất, định hướng sử dụng đất là quyền của nhà nước. Thấy cần thì quy hoạch. Liệu còn ví dụ nào mới hơn, rõ hơn để minh họa vì sao việc sửa luật đất đai ban hành năm 2013 liên tục bị trì hoãn? Tuần trước,
Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng gửi đơn xin từ chức. Sau khi cùng bị giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh báo, cả ông Chữ và ông Căng bị cảnh cáo rồi xin từ chức đều vì những vi phạm rất nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ suốt giai đoạn đầu thập niên 2010. Tại sao không nơi nào điều tra xử lý mà tiếp tục quy hoạch để cho ông Chữ và ông Căng tiếp tục bước những bước dài hơn, ngồi vào những vị trí cao hơn với quyền lực lớn hơn trong nhiệm kỳ vừa qua và do vậy tính chất và mức độ vi phạm trở thành nghiêm trọng hơn? Tại sao Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ vào cuộc khi thảo luận, thực hiện quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ tới trở thành trọng tâm? Tương tự, tại sao bây giờ khi quy hoạch nhân sự cho các vị trí chiến lược và chủ chốt cả trong đảng lẫn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương rất nóng thì Bộ Công an mới quan tâm đến những sai phạm đã được kết luận cách đây 5 năm, 6 năm ở tỉnh Bình Dương và vào cuộc? Nếu phòng chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, có ai dám vứt bỏ mọi thứ từ chủ trương, các cam kết quy định pháp luật đến hậu quả để kiểm tra rồi thanh tra toàn diện Vinamit như vừa thấy? Quan chức nào ở Bình Dương đã giúp lại nữ đại gia Phạm Thị Hường phân lô gần nửa triệu mét đất công sản? Nếu như ở Đà Nẵng Vũ Nhôm nổi lên với hàng loạt các thương vụ thâu tóm đất công thì ở Bình Dương nữ đại gia Phạm Thị Hường cũng vô cùng khét tiếng trong giới đầu tư bất động sản. Ở Bình Dương có nữ đại gia Phạm Thị Hường vô cùng khét tiếng trong giới đầu tư bất động sản, chỉ trong một thời gian ngắn đã được chính quyền tỉnh Bình Dương giao cho gần nửa triệu mét vuông đất để phân lô bán nền, không cần tổ chức đấu giá. Nếu như ở Đà Nẵng Vũ Nhôm nổi đến với hàng loạt thương vụ thâu tóm đất công thì ở Bình Dương giới đầu tư bất động sản đều biết hầu hết các dự án do doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường làm chủ ở Bình Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Phú Hồng Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và đầu tư phát triển đô thị Việt Nam thường có nguồn gốc đất là đất nhà máy, xí nghiệp. Theo thống kê, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp của bà Hường là các doanh nghiệp thôn tính đất nhà máy, xí nghiệp nhiều nhất ở tỉnh Bình Dương. Theo phản ánh từ giới đầu tư, tất cả các dự án của bà Hường đều là dự án nhà ở thương mại, được xác định ngay từ cái tên khu nhà thương mại. Thế nhưng, chính quyền Bình Dương và doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường đã cố tình trốn khâu đấu giá đất. Vì 100% dự án phân lô bán nền này ban đầu đều không có hoặc chỉ có rất ít đất ở thổ cư hợp pháp, điển hình trong dự án Phú Hồng Khang của bà Hường chỉ có 810 mét vuông đất ở trong tổng số 33.600 mét vuông, mà khi đối chiếu luật đất đai 2013 và luật nhà ở 2014, những diện tích đất không phải là đất ở thổ cư muốn làm dự án nhà thương mại đều phải tổ chức đấu giá. Hơn thế nữa, lợi dụng việc Bình Dương xưa nay nhiều khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thuê đất của nhà nước, bà Phạm Thị Hường đã bằng cách nào đó để cho doanh nghiệp này chuyển nhượng lại đất sản xuất hoặc tài sản gắn liền trên đất thuê hàng năm. Sau đó tỉnh Bình Dương lập tức giao đất thuê trên cho bà Hường, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị, cho phép phân lô bán nền. Nhiều nhà máy cơ sở sản xuất dọc các trục đường lớn như đường tỉnh lộ 743 ở hai địa phương Thuận An và Dĩ An vừa được nâng cấp từ thị xã lên thành phố thuộc tỉnh đều đã bị bà Hường tổ chức phân lô bán nền. Theo đó, hàng loạt các nhà máy xí nghiệp đã bị bà Phạm Thị Hường thôn tính như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Lộc Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Thiên Phát, dự án Phú Hồng Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn xứ kỹ thuật Minh Long, dự án Phú Hồng Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Tài, dự án Phú Gia Huy, công ty sản xuất thương mại dịch vụ Trúc Lâm, dự án Phú Hồng Khang, công ty cổ phần trang trí nội thất Hiệp Hòa Phát, dự án Phú Hồng Thịnh 9, công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623, dự án Phú Hồng Thịnh 4, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Mỹ Ý, dự án Phú Hồng Thịnh
8. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 624 dự án Phú Hồng Thịnh 10. Không những thế, khi đã hết đất, nhà máy xí nghiệp chính quyền tỉnh Bình Dương và bà Phạm Thị Hường bằng mọi cách, thậm chí còn lấy đất nông nghiệp chuyển thẳng sang đất ở khu đô thị phân lô bán nền như dự án Phú Huy, trái pháp luật. Với các chiêu thức tương tự thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần tại nhiều các dự án, các doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường đã thâu tóm được rất nhiều đất công một cách bất hợp pháp, thu lợi cho cá nhân bất chính, làm ngân sách nhà nước thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Điển hình, tại dự án Phú Hồng Đạt, chủ đầu tư doanh nghiệp của bà Hường không có nổi 1 m² đất ở dự án, tạo thành từ 4 khu đất thuê của nhà nước, đất trồng cây lâu năm, đất công, tổng diện tích 29.556,6 m², sau này trong văn bản gửi các cơ quan chức năng trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương lại báo cáo tổng diện tích dự án là 30.400 m², chưa rõ hơn 840 m² rồi ra mọc từ đầu ra. Để có khu đất này, đầu tiên, ngày 30 tháng 5 năm 2018, bà Hường nhận chuyển nhượng của công ty Thiên Phát 7.000 m² đất thuê nhà nước từ năm 2002, loại đất xây dựng công trình công nghiệp. Chỉ một tuần sau đó, dù mới 7.000 m² đất thuê của nhà nước, bà Hường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận cho làm chủ đầu tư dự án thương mại tại công văn số 2497/UBNZKTN ngày 7 tháng 6 năm 2018. Do vậy, dư luận tỉnh Bình Dương băn khoăn lo lắng đặt câu hỏi, phải chăng vì lợi ích nhóm nào đó mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản trái pháp luật cho phép chủ đầu tư thực hiện dự án trái pháp luật như vậy. Tiếp đó, ngày 3 tháng 7 năm 2018, bà Hường tiếp tục nhận chuyển nhượng của công ty Lộc Phát mảnh đất bên cạnh có diện tích 21.000 m² thuê của nhà nước, trong đó có 4.989 m² đất cơ sở sản xuất kinh doanh nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm, 16.811 m² đất xây dựng công trình công nghiệp nhà nước thuê từ năm 2008. Căn cứ luật đất đai 2013 và luật nhà ở 2014, những diện tích đất trên không phải là đất ở, đất thổ cư. Muốn làm dự án xây dựng nhà thương mại phải tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau đó, ngày 13 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vẫn có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại công văn số 3155/UBNZKTN. Mặt khác, cố tình bỏ qua khâu đấu giá đất. Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương ông Mai Hùng Dũng đã ký quyết định số 2029/QĐ-UBNZ giao đất cho doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường, chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ diện tích đất nêu trên. Không chỉ có vậy, diện tích dự án còn tiếp tục mở rộng phình to lên khi 3 ngày sau đó, ngày 16 tháng 7 năm 2018, bà Hương nhận chuyển nhượng đất từ cá nhân của bà Hà Thị Hồng, 113 m² đất trồng cây lô năm và sáp nhập vào khu đất trên, nghiễm nhiên thành đất dự án. Đồng thời, cũng trong ngày 16 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương lại có văn bản xác nhận giao 576,1 m² đất công cho doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường một cách trái pháp luật, vì cũng không hề tổ chức đấu giá khi muốn giao đất cho doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định của luật đất đai và luật quản lý tài sản công. Ngoài ra, đến ngày 9 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Phú Hồng Thịnh cho 301 lô đất xây nhà liền kề. Như vậy, hơn 30.000 m² đất thuê của nhà nước, đất trồng cây, đất công đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và bà Phạm Thị Hường hoàn thành việc chuyển đổi, hợp thức hóa sang loại nhà đất phân lô bán nền chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng một cách trái pháp luật. Hiện nay, theo thông tin quảng cáo trên các sàn giao dịch, các lô đất này được giao bán với giá trung bình khoảng 25 triệu đồng trên 1 m². Nếu nhân với con số hơn 19.139,7 m² đất công phép cho phép xây dựng nhà trong dự án sẽ ra con số hơn 478 tỷ Việt Nam đồng. Với phương thức thâu tóm đất trái pháp luật như vậy, tất cả các dự án khác của doanh nghiệp do bà Phạm Thị Hường làm chủ đều có dấu hiệu sai phạm tương tự.
Vậy ngân sách nhà nước đã thất thoát bao nhiêu tiền khi chính quyền tỉnh Bình Dương và bà Hường cố tình trốn đấu giá cho nửa triệu mét vuông đất trong gần 20 dự án nhà ở thương mại do bà Hường thực hiện? Người lao động, dư luận tỉnh Bình Dương vô cùng bức xúc lo lắng khi ngày càng nhiều dự án có tên Phú mọc lên là cái tên đặc trưng của các dự án do bà Phạm Thị Hường làm chủ. Là lúc đất công càng bị thất thoát, nguồn ngân sách nhà nước bị thất thu, bất công giàu nghèo trong xã hội ngày càng bị khoét sâu. Vì trên thực tế hàng trăm ngàn người lao động tại Bình Dương không có chốn dung thân, không có những dự án nhà ở xã hội cho người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong khi rất nhiều khu đất lớn thuộc sở hữu toàn dân lại được giao sai luật cho cá nhân để tạo dựng khối tài sản cá nhân khổng lồ, bất minh, thu lợi cá nhân, lợi ích nhóm bất chính. Dư luận và người lao động tỉnh Bình Dương mong mỏi sự vào cuộc của các quan chức năng có thẩm quyền nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng vi phạm trong buông lỏng công tác quản lý sử dụng đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng trái pháp luật, tùy tiện điều chỉnh quy hoạch, cấp phép giao đất sai quy định, thực hiện dự án để thu hồi, bảo vệ đất đai, tài sản công, tránh thất thoát nguồn ngân sách nhà nước để sử dụng đất công đúng mục đích, đúng pháp luật, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong một ngày, doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường được chuyển đổi mục đích sử dụng 64.000 m² đất trái pháp luật. Dự án Phú Hồng Khang, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng là một dự án điển hình có những dấu hiệu sai phạm. Trùng mốc thời gian như ở dự án Phú Hồng Đạt, cùng trong một ngày 30 tháng 5 năm 2018, bà Hường đồng loạt nhận chuyển nhượng đất của một đơn vị. Thứ nhất, công ty Thiên Phát hơn 22.000 m², 8.166 m² đất xây dựng công trình công nghiệp thuê của nhà nước, 12.980 m² đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thứ hai là công ty Trúc Lâm, 4.583 m² đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngày 3 tháng 7 năm 2018, bà Hường ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 204 m² đất trồng cây của Nguyễn Văn Thanh. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, bà Hường cũng chuyển nhượng của bà Hà Thị Hồng 3.900 m² đất trồng cây, ông Nguyễn Văn Mía và bà Nguyễn Thị Sấm 1.859 m² đất trồng cây lâu năm, 1.000 m² đất trồng cây hàng năm. Đồng thời, ngày 16 tháng 7 năm 2018 này, Bình Dương có văn bản xác nhận giao 108 m² đất công do Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn quản lý cho doanh nghiệp của bà Hương. Như vậy, tổng số đất bà Phạm Thị Hường nhận thông qua 8 hợp đồng chuyển nhượng và văn bản giao đất 33.604,9 m², sau này diện tích nở ra thành 34.500 m², chưa rõ gần 900 m² rơi ra đến từ đâu. Giới đầu tư bất động sản đều biết hầu hết các dự án doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường làm chủ ở tỉnh Bình Dương. Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Phú Hồng Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư và phát triển đô thị Việt Nam thường có nguồn gốc đất là đất nhà máy xí nghiệp. Theo thống kê, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp của bà Hường là các doanh nghiệp thôn tính đất nhà máy xí nghiệp nhiều nhất ở Bình Dương. Theo phản ánh từ giới đầu tư, tất cả các dự án của bà Hường đều là dự án nhà ở thương mại, được xác định ngay từ cái tên khu nhà ở thương mại. Thế nhưng, nhà cầm quyền Bình Dương và doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường đã cố tình trốn khâu đấu giá. Vì 100% dự án phân lô bán nền này ban đầu đều không có hoặc chỉ có rất ít đất ở, đất thổ cư hợp pháp. Điển hình trong dự án Phú Hồng Khang và bà Hường chỉ có 810 m² đất ở trong tổng số 33.600 m² mà khi đối chiếu luật đất đai 2013 và luật nhà ở 2014, những diện tích đất không phải là đất ở thổ cư muốn làm dự án xây dựng thương mại đều phải tổ chức đấu giá. Hơn thế nữa, lợi dụng việc Bình Dương xưa nay nhiều khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp thuê đất nhà nước, bà Phạm Thị Hường đã bằng cách nào đó đã để cho những doanh nghiệp này chuyển nhượng lại đất sản xuất hoặc tài sản gắn liền trên đất thuê hàng năm. Sau đó, tỉnh Bình Dương lập tức giao đất thuê trên cho bà Hường, đồng thời chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đô thị cho phép phân lô bán nền.
Nhiều nhà máy cơ sở sản xuất dọc các trục đường lớn như đường tỉnh lộ 743 ở hai địa phận Thuận An và Dĩ An vừa được nâng cấp từ thị xã lên thành phố thuộc tỉnh đều đã bị bà Hường cho phân lô bán nền. Không những thế, khi đã hết đất nhà máy xí nghiệp, chính quyền tỉnh Bình Dương và bà Phạm Thị Hường bằng mọi cách thậm chí còn lấy đất nông nghiệp chuyển thẳng sang đất đô thị phân lô bán nền như dự án Phú Huy, trái pháp luật. Với các chiêu thức tương tự thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần tại nhiều các dự án, các doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường đã thâu tóm được rất nhiều đất công một cách hợp pháp, thu lợi bất chính, làm ngân sách nhà nước thất thoát hàng tỷ tỷ đồng. Điển hình tại khu dự án Phú Hồng Đạt, chủ đầu tư doanh nghiệp của bà Hường có nổi một không có nổi 1 m² đất ở. Dự án được giao tạo thành 4 khu đất thuê nhà ở, đất trồng cây lâu năm. Chỉ một tuần sau, dù mới có 7.000 m² đất thuê của nhà nước, bà Hường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp phép làm chủ đầu tư nhà ở thương mại theo công văn số 2497/UBNZKTN. Căn cứ pháp luật đất đai 2013 và luật nhà ở 2014, những diện tích đất trên không phải là đất ở thổ cư, muốn làm dự án xây nhà thương mại phải tổ chức đấu giá. Tuy nhiên chỉ 10 ngày sau đó thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vẫn có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư tại công văn số 3155/UBNZKTN. Đồng thời, cũng trong ngày 16 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương lại có văn bản xác nhận giao 576,1 m² đất công cho doanh nghiệp của bà Phạm Thị Hường một cách trái pháp luật. Vì cũng không hề tổ chức đấu giá, khi muốn giao đất cho doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định của luật đất đai và luật quản lý công sản. Ngoài ra, đến ngày 9 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Phú Hồng Thịnh cho 301 lô đất nhà ở liền kề. Với phương thức thâu tóm đất trái pháp luật như vậy, tất cả các dự án khác của doanh nghiệp do bà Phạm Thị Hường làm chủ đều có dấu hiệu sai phạm tương tự. Vậy, ngân sách nhà nước đã thất thoát bao nhiêu tiền khi chính quyền của Bình Dương và bà Hường cố tình trốn đấu giá cho 500.000 m² đất trong gần 20 dự án nhà ở thương mại do bà Hường thực hiện? Dự án Hồng Phú Khang, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng là một dự án điển hình có những dấu hiệu sai phạm. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, bà Hường cùng nhận chuyển nhượng của bà Hà Thị Hồng 3.900 m² đất trồng cây, ông Nguyễn Văn Mía và bà Nguyễn Thị Sấm 1.859 m² đất trồng cây lô năm, 1.000 m² đất trồng cây hàng năm. Đồng thời, trong ngày 16 tháng 7 năm 2018, Bình Dương có văn bản xác nhận giao 100,8 m² đất công do Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn quản lý cho doanh nghiệp của bà Hường. Như vậy thì tổng số đất mà bà Phạm Thị Hường nhận thông qua 8 hợp đồng chuyển nhượng và văn bản giao đất và 33.604,9 m² sau này diện tích nở ra thành 34.500 m², chưa rõ gần 900 m² đất đó rơi ra từ đâu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.